Chào đón bắt báo đầu anh ba, rất cơ bản. Hoàng Trung Phong là thủy thủ đến từ Chiết Giang. Xe 1 tấn 5. Xe 1 bình 6, à 9 bình 6. Lượng 7 tấn 5. Học xe chống cửu rồi, và một biến khá lạ, biến khá lạ. Đánh cờ nhanh này thì Trịnh Như Đồng nó gần như là số 1 anh em ạ. Tôi nghĩ là nếu mà đánh cờ nhanh và trực tiếp hay hơn cả Vương Liên Nhất cơ. Ăn qua rồi. Được 3 tấn 5. Trịnh Duy Đồng đi nhưng cái máy sợ thật đấy. Thuộc kinh khủng của ông Trịnh Duy Đồng để dòng ngựa kinh. Các bạn đã xem trận đấu giữa Hoàng Trúc Phong người cầm cờ đi tiên và Trịnh Duy Đồng người cầm cờ đi hậu trong khuôn khổ vòng đầu tiên của Tài Thần Bôn năm 2017. Trịnh Duy Đồng đi rất nhanh, vẫn còn 5 phút 49 giây, kinh khủng. Họ 5-3, chóc xe thì phải chạy rồi. Thank you.
mời đổi kênh. Trịnh Duy Đồng nghĩ rất lâu nữa cờ này. Rất khó đi, nghĩ gần 2 phút rồi. Báo 97 L đi. Và Minh Trần ơi, kém gì thì kém thì cũng chấp Hoàng Trung Hoàng Hòa cho được đấy. Phải cầm trả lại đây. Vào 87, công kích bằng được bằng cách tất yếu. Trịnh Duy Đồng phải xử lý bằng được ở chỗ này, rất là khó. Ông Đồng hôm nay làm gì mà tóc xù hết cả lên đây kia. Xanh tương đối khó đi. Đấy, đang thở hít đấy, có cái ống sông mũi đấy, cho nó tỉnh tránh ngủ. Thank you.
Sáng nay tôi duy nhất thắng rồi bạn Thanh Hồ Hải đấy. Trịnh Như Đồng vừa phải đi pháo 7-1 để chóc xe ra. Và một xe đứng ép cánh tượng là rất khó chịu. Và mời anh đi chỗ khác cho. Đấy rồi. Ăn ngựa, ăn qua. Đá má lên. Rất hay. Đá bình ổn rồi. Đi mấy nước cờ. Đi mấy nước cờ là cũng giải cứu binh nhì Roi An thành công. Alo. Vâng. Đúng rồi. Dạ. Ai ạ? Dạ dạ vâng, em chào anh. Dạ dạ. Nâng cao được rồi, vâng. Vâng. Vâng, Tuấn Anh, chúng tôi đã học ở buổi 1 tại Bùi Sao chưa? Vâng. Vâng, 7:30. Dạ, ok. Vâng, tối gặp. Dạ. Hai bên đang giằng giật nhau từng tí một. Lá mã lên rồi, chấp nhận mất tốc biên. Cảm ơn Duy Ngô, cảm ơn mọi người. Mình cũng nghĩ là có mình bình luận thì sẽ sôi động hơn rất là nhiều. Không thì xem, nhưng xem kịch câm chán lắm. Mọi người cũng thông cảm, sáng nay mình bận công việc á. Nhiều khi vẫn phải đi làm việc khác thì không ngồi máy cả ngày được. Ông ấy giữ tưng nó tốt, bột sợ thật đấy. Hoàng Trúc Phong này cầu thắng ghê. À, chạy có bắt pháo đi đâu ta? Lao xuống rồi. Ý đồ rất là rõ ràng, Bình Vách ăn được tốt năm của bên đỏ. Binh 7-1 giữ từng người tốt một đấy. Vừa rồi không đi binh 7-1 là bị pháo quất lên ngay. La Mã và mời đổi kênh rất rắn kinh khủng, không đổi cái vỡ tốt đầu ngay. Chính Như Đồng thì nước cờ quá dã man. À tốt đầu à, kiểu gì là xe 95 nghĩ đi nữa. À lại không ăn à, Dình Đánh Hòa đây. La Mã vào kheo báo 7-6. Đúng rồi, nó to quá, Trịnh Duy Đồng nghe thấy.
ăn rồi, ăn má về năm rồi, ăn hơn tốt năm rồi. Rồi chạy về không, lại té à, tôi đây mất con tốt rồi, nó rồi to rồi. Hoàng Trúc Phong cuống quá, còn hai đây thôi, cuống rồi, cuống quá. Bây giờ đơn giản đi, binh 5 tấn 1 đây là khó ăn rồi, hết giờ. Bà chiến thắng cho Trịnh Duy Đông. Rất nhanh Hoàng Trúc Phong. Đánh giờ thì không thể chịu nổi Trịnh Duy Đông rồi. Quái quá. 1-0 cho Trịnh Duy Đông. Mời anh em chờ đó. Anh em chờ tí. Chờ tí mời ông thay áo đánh trận 2. Cảm ơn Huỳnh Khánh Nhật đánh giá cao thôi. Mặt nào nói ra nhớ kết quả nhá. 0-1 đánh cho Trịnh Duy Đông. Đã nói rồi mà Trịnh Duy Đông chắc hòa được mà. Có những bình trần lưu là hết bình trần rồi. Ngồi bất công bình luận mà không lưu video lại thì ngồi làm gì? Ở nhánh mà ông Mạnh Đào cũng muốn đánh cục đánh kịch để không nhà chịu ông. Anh em rảnh chia sẻ của tôi clip lên kênh YouTube của các bạn, lên kênh Facebook của các bạn đi, like lủng đi. Sao có gần 200 ông xem có 13 like đấy kia. Chán ghê kìa. Rồi trận đấu thứ hai bắt đầu. Trịnh Duy Đông đi tiên, Hòa Lan. Chỉnh cây rất cẩn trọng. Và các bạn để ý nhé, tất cả con tốt đều hướng lên đầu kìa. Người ta chỉnh cây rất là chuẩn đấy, các bạn nhìn thấy không? Cây rất ngay ngắn. Bạn Đào Minh Tuấn đây có chữ chia sẻ đấy, bạn vào trang Facebook đi. Dưới clip có chữ chia sẻ, bấm chia sẻ đó là lên mà. Tượng 3 tấn 5 và 8 tấn 5. Bây giờ toàn có chuyên môn phi tượng đối pháo đầu thôi. Trận này Hoàng Trúc Phong cầu thắng nên buộc phải đánh pháo đầu rồi. Cảm ơn Đào Minh Tuấn, chính xác đấy. Nói chung là ngồi bình luận thì cứ càng đông anh em xem cùng càng có hứng. Chứ có một hai chú con thì bình luận làm đất thì cho nó mệt rồi, đúng không anh em? Alo ạ. Dạ vâng ạ.
Vâng. Dạ. Dạ có bên này có lớp dạy bình thường không? Lớp 6 à? Trình độ đến đâu rồi ạ? Đã đi học cờ đâu chưa? Thế thì buổi tối thứ ba đến sáu đang có lớp được khai cuộc nâng cao theo kiện tướng quốc gia dạy đi anh, thì nếu mà anh được thì anh cho nó đi học ở chỗ Nguyễn Đức Bằng à? Vâng, tối nay là có buổi thứ hai của khóa đầu tiên năm mới đấy, thì nếu mà anh cho nó đi học được thì tốt, thì buổi một sẽ dạy bù sau. Vâng, chi phí 800.000 một khóa 10 buổi anh ạ. Vâng, không hợp lý. Vâng, khó bọn em nhiều lắm, có câu lạc bộ rồi sinh hoạt, tức là từ anh cho cháu đến có lớp học, học xong rồi có câu lạc bộ sinh hoạt này, rồi sau có các giải đấu các thứ nội bộ bọn em nhiều cái anh ấy, thì nhìn hay. Vâng, ngoài cái chuyện dạy học thì còn chỗ sinh hoạt luôn. Vâng, rồi anh cứ yên tâm, nếu mà thấy thì đúng anh gọi đúng rồi. dạ anh đợi em chút nhé, anh tên là gì em lưu vào luôn rồi dễ đây này. Dạ ok mình em tên là Trung nhé, Minh nhé. Dạ vừa nghe điện thoại của anh em thì anh em thông cảm nhé. Vâng, quay trở lại bán đấu. Gặp Roman muốn học cờ thì liên lạc trực tiếp với tôi.
Vâng, quay trở lại bàn đấu. Vâng, ai muốn lên mạng học thì cứ tự lên mạng học. Vâng, các bạn được chuyện này nữa. Còn ai muốn học bài bản cho con, cho cháu học thì cho bản thân mình thì liên lạc với tôi. Các bạn huy chương Nhật đã thống nhất với huy chương Nhật tiếng Anh nhé. Rồi huy chương Nhật có thể tự lên mạng học. Đấy là quan điểm của huy chương Nhật. Thôi huy Nhật đừng có lên kênh của tôi đang bảo cáo rất là học, các bạn bảo không cần học ở không cần học được. Chỉ cần học trên mạng là cao được rồi, thì bạn như thế là không đúng đâu. Nhà người ta bán phở thì bảo mẹ sáng nay ra ăn cơm được mà không cần hạn được, có chuyện thế là đấy. Ok huy chương Nhật. Quay trở lại bàn đấu ơi. Xe pháo, ba tốt đánh về xe pháo. Cung ba tốt, hay báo bốn tốt. Cờ này tôi nghĩ là rất là khó cho bên xanh rồi. Tuy nhiên Trình Duy Đồng đã gãy bức tượng. Anh em lưu ý nhé. Trình Duy Đồng gãy bức tượng. Ông Huy Dương Nhật đang dừng nói chuyện về học trên mạng có được không? Vô duyên người ta đã không thể nói rồi, cứ nói đi đó ạ. Tôi nghĩ là rất là khó để thắng được Trịnh Duy Đồng. Tuy nhiên là thằng Trúc Phong vẫn phải đánh thôi, bởi vì Trúc Phong không còn con đường nào khác. Không còn con đường nào khác. Giờ này tôi nghĩ sẽ không hướng kết quả mà có được quả thắng thua thôi. Quái không? Đấy, chặn đường vào về, bây giờ Trúc Bình Năm sang lấy căn. Xong rồi tôi đã. Thanh hỏi thế thì khó nhớ lắm. Và tự nhiên mang một nick mới tinh hỏi anh không nhớ em không vậy rất là khó. Nhưng mà hút thì mai đặt nhớ được. Chuyện lên tin tốt rồi chị. Mạng đào ơi, tiền tướng là có quy định đấy.
Đấu đá quốc gia giải cá nhân đoạt huy chương vàng đồng đội toàn quốc sẽ là tỷ tướng. Nhắc lại nhé, đấu đá quốc gia giải đấu thủ mạng giải A1 hoặc là thành viên trong đội giành huy chương vàng đồng đội toàn quốc thì là tỷ tướng quốc gia. Quay trở lại ban đầu thì đang rất là khó khăn cho Hoàng Trung Phong và tôi nghĩ không còn đường nào cả. Ở thứ Minh Nam tấn 1 thôi Đồng ơi. Ông Đồng luôn tham ăn con tôm, ăn con tốt nữa thôi. Rồi mời đổi cây này, đánh hòa này, xấu tí không? Quá khó cho bạn Trúc Phong rồi. Đồng quá hay luôn. Còn có 3-7-6 giây thôi. Tôi nghĩ là Trịnh Huy Đồng sẽ đó sao. Hắn nói là tốt rồi. Không có đường nào cả. Xe tốt đánh xe IC.